tên là Nguyễn Hà Thu, hiện giờ thì em đang học lớp 12 ở trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam. Và tháng 11 vừa rồi thì em có thi IELTS và đạt được số điểm là 8.0. Nói về việc ôn luyện IELTS thì em nghĩ là em có được tiếp xúc với IELTS cũng khá lâu rồi và cũng được làm các bài tập liên quan đến IELTS cũng trong khoảng một thời gian cũng dài. Nhưng mà thực sự đầu tư vào ôn luyện IELTS thì em nghĩ là chỉ trong khoảng 2-3 tháng trước khi thi. Trong cái quá trình học này thì em thấy là kỹ năng mà khó nhất với em đấy là kỹ năng nói, kèm theo đấy là kỹ năng viết nữa. Với IELTS speaking thì em nghĩ là trong quá trình ôn luyện thì rất cần phải chăm chỉ và luyện nói thường xuyên. Có thể nói một mình ghi âm lại và tự nghe tự sửa, hoặc nếu tốt hơn thì nói và có người nghe cho mình để góp ý tại chỗ luôn. Như em thì rất may mắn là trong quá trình học tại YOLO thì em có được học với cô Vizzy, thì Vizzy cũng sửa cho em về các phần nói rất là nhiều. Và ở trên lớp thì mọi người cũng thường xuyên là được nói tiếng Anh với nhau, thì cũng để cùng nhau rút ra được những kinh nghiệm trước khi bước vào kỳ thi. Thế còn khi mà đi thi rồi thì em nghĩ là cái cần nhất là phải giữ được bình tĩnh và thoải mái. Với bài thi speaking của IELTS thì hôm đó em rất cố gắng để thoải mái, và em coi như là mình đang đi nói chuyện với một người mới quen mình, và coi cái cô giám khảo đấy như là một người mà đang muốn nói chuyện để tìm hiểu làm quen về mình, nhiều hơn là một người đang chấm bài thi của mình. Thì như thế em nghĩ là sẽ thoải mái hơn để mà không bị căng thẳng và có thể chia sẻ hết những điều mình muốn nói. Với phần thứ hai của speaking trong IELTS thì em nghĩ là nên dựa theo các cái gợi ý ở trong câu hỏi, bởi vì đấy là các cái câu hỏi cơ bản để mà mình có thể bám sát theo đấy và trả lời được đầy đủ mọi mặt về một cái vấn đề người ta đưa ra, như là cái gì, vì sao, ở đâu. Em nghĩ là đấy là những câu hỏi mà cần được trả lời về tất cả mọi vấn đề và tất cả mọi sự vật, chứ không phải riêng một đối tượng nào. Mà hơn nữa là khi mà bám theo những câu hỏi đấy thì mình sẽ có một cái mạch ý cụ thể, không bị lặp đi lặp lại ý, không bị nói vòng tròn trong khi mà làm bài thi. Nếu như mà tâm lý có không tốt thì cũng có một cái dạng ý sẵn để bám theo đấy và nói rồi. Thì như em đã nói thì rất nên là bám sát theo những cái gợi ý của đề bài để có được những cái ý cơ bản nhất. Khi trả lời hết những câu hỏi đấy thì em nghĩ là cũng đã lấp được một phần khá khá của thời gian trong bài thi rồi. Còn cái câu hỏi cuối cùng là thường là câu hỏi vì sao, thì đây là cái câu hỏi mà mọi người được nói nhiều nhất về cảm nhận của mình, cái cảm nhận chính của mình về cái chủ đề này. Thì luôn luôn phải vừa nói vừa nghĩ xem mình vừa nói cái gì, và từ cái ý mình đang nói đến mở rộng thêm ra, chứ tránh quay vòng tròn về cái ý ban đầu. Với những bạn mà đã và đang với TL thì em nghĩ là trong quá trình học một môn nào đấy, đặc biệt là môn tiếng Anh, thì có một điều rất cần thiết, đấy là học với một niềm yêu thích và đam mê. Dù ít dù nhiều thì cũng nên thích cái mà mình đang học, chứ không chỉ là học một cách ép buộc như kiểu là mình bắt buộc phải học nó mà không có thích thú gì với nó cả. Và để thành công thì em nghĩ là chỉ cần mọi người chăm chỉ và cố gắng đều đặn từ từng ngày thì sẽ tích lũy được những cái mà mình cần cho kỳ thi, chứ không nhất thiết là phải quá căng thẳng hay là áp lực nhồi nhét cho cái bài thi trước mắt. Và với những ai đang có ý định thi IELTS thì đặc biệt là những bạn đang ôn thi IELTS tại YOLO, thì em chúc mọi người sẽ ôn thi thật hiệu quả và có điểm thi như mình muốn. I have succeeded with YOLO. Who's next?